Xin chào mừng các bạn đã đến với kênh Mèo Vật 789. Ngày hôm nay chúng ta sẽ sử dụng những chiếc vỏ trứng này để chúng ta có thể làm được một chiếc đèn ngủ rất là độc đáo. Và bây giờ đầu tiên chúng ta làm được thì các bạn phải cần chuẩn bị cho mình trứng. Trứng vịt hay trứng gà cũng được, nhưng mà mình đây là mình thiết kế hai cái. Thứ hai nữa là một cục sạc điện thoại. Thứ ba nữa là các bạn chuẩn bị cho mình hai con đèn led. Hai con đèn led màu như thế nào thì tùy theo ý các bạn. Đèn led này mình lấy ở trong các cái dàn đèn nháy bị hỏng á. Mình lấy hai bóng và hai con trở 180 đến 220 ohm. Và tiếp theo nữa là bút lông. Rồi một miếng bìa các tông. Rồi một vật nhọn bút. Ok, bây giờ chúng ta tiến hành vào làm. Thì đầu tiên chúng ta sẽ lấy cái phần trứng. Đấy, ruột trứng ở trong đây ra để chúng ta lấy mình cái vỏ. Thì các bạn dùng cái vật nhọn như thế này này, chúng ta gõ nhẹ vào cái đáy của trứng, quả trứng. Các bạn gõ ra lấy cái khoảng nó bằng bằng cái bóng led thôi. Sau đó tiếp theo chúng ta dùng cái bơm tim này, các bạn hút trứng ra. Đây, bỏ vào bát. Ok, sau khi chúng ta đã lấy được hết phần trứng ở trong cái quả trứng này ra rồi, thì bây giờ cũng theo cách chúng ta lấy trứng từ trong ra, mà bây giờ các bạn sẽ dùng nước rửa chén, có nhiều nơi gọi là nước rửa bát. Chúng ta sẽ hòa chung với nước thật đặc vào. Sau đó chúng ta sẽ hút cái nước rửa chén ta xịt vào đây và lắc để rửa cho sạch cái phần trứng trong đây. Và sau đó chúng ta dùng cái đồ rửa chén rửa bát á, chúng ta cọ xung quanh cái quả trứng này cho nó sạch và phần bên trong, cứ hút nước rửa bát vào xong ta vệ sinh sạch là chúng ta sẽ được hai quả như thế này. Đây, mình đã làm sạch rồi, làm sẵn rồi. Sau khi các bạn rửa xong thì chúng ta sẽ bỏ vào ra phơi nắng cho nó khô. Ok, thì tiếp theo đến phần nữa là chúng ta sẽ sử dụng một miếng bìa cắt tông. Mình làm cái bìa này mỏng thôi để làm cái đế. Thì chúng ta sẽ ướm thử hai quả trứng này lên đây. Đây, thì chúng ta sẽ ước chừng được cái diện tích để đựng hai quả trứng này. Thì mình đây mình làm 11 cm. Này, tổng cái tấm viền này 15 x 15 cm, và tổng cái viền bên trong là 11 x 11 cm. Sau đó được rồi, bây giờ chúng ta sẽ dùng dao để cắt cái phần này, chúng ta gấp thành một cái hộp. Đây, sau đó chúng ta sẽ sử dụng thước, chúng ta đo đặt lên cái phần mà chúng ta đã vẽ. Đây, chúng ta sẽ rạch một đường. Các bạn chỉ rạch một nửa thôi chứ không được rạch hết, chúng ta sẽ không thể thiết kế được. Đây, để chúng ta dễ gấp thôi. Đây, mình cắt nhưng mà không sang bên đây, có thể gấp như thế này rất dễ dàng. Ok, tiếp theo các phần còn lại chúng ta cũng sẽ cắt theo. Ok, bây giờ chúng ta sẽ dùng kéo. Chúng ta cắt một đường chéo từ các góc này đến đúng cái điểm mà chúng ta cắt hình vuông đấy. Ok, bây giờ chúng ta sẽ gấp theo cái viền này. Này, viền chúng ta đã gấp, đã vừa cắt xong. Ok, đấy. Cái phần góc này các bạn gấp nó vào, vì chúng ta đã cắt rồi nên là rất dễ gấp. Đây, chúng ta sẽ gấp lại như thế này. Đấy,
Và sau đó bây giờ chúng ta sẽ dùng keo 502. Chúng ta gắn nó lại. Ok, sau khi gắn xong thì mình được một cái hộp như thế này. Bây giờ bước tiếp theo chúng ta sẽ ướm quả trứng lên đây. Chúng ta ước chừng cái vị trí của hai cái lỗ này. Ở đây mình thấy khoảng cách tâm với tâm lỗ này là 5cm. Chúng ta sẽ chia đều ra hai bên. 1, 2, 3, 4, 5. Mỗi bên trừ ra 3cm. Là mình sẽ được 5cm. Sau đó chúng ta sẽ khoan một cái lỗ để cho bông lép lòi lên. Rồi. Tiếp theo sẽ dùng một miếng, các bạn có thể dùng miếng vải nỉ hoặc có thể dùng miếng như thế này, là miếng giấy xốp. Chúng ta sẽ bọc lại cái phần hộp này. Bọc thì chúng ta cũng sẽ dùng keo 502. Cách của mình là cho keo 502 lên đây. Sau đó chúng ta úp lên. Ok. Dùng kéo chúng ta cắt cái phần thừa này lại. Sau đó chúng ta sẽ cắt một cái đường vào góc như thế này, cũng giống tương tự như lúc nãy. Ok. Và chúng ta sẽ bọc vào đây. Dùng keo 502 chúng ta gắn lại. Ok. Tiếp theo đường này. Cái phần thừa này chúng ta sẽ dùng kéo chúng ta cắt đi. Ok. Sau khi làm được thì mình được một cái đế như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ dùng cái khoan, chúng ta khoan tiếp tục hai cái lỗ trên để xuyên qua cái lớp giấy này, giấy xốp. Bây giờ chúng ta sẽ đưa cái bóng lép này xuống dưới này và dùng keo 502 chúng ta gắn lại. Ok, sau khi gắn lép xong, bây giờ tiếp theo chúng ta sẽ đấu lép. Đấu lép thì ở đây mình sẽ đấu một cái chân con trở, cứ mỗi bóng là một con trở. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bỏ nguồn vào, chúng ta test thử. Bây giờ mình chưa biết được con trở nào là bên pha nóng hay pha mát. Chúng ta cứ đấu một trở vào trần một chân, còn một chân còn lại thì để không. Và ta đấu vào bất kỳ pha nào cũng được, vào cục sạc 5V. Như thế này là chúng ta thấy không sáng. Chúng ta đảo chân lại với nhau. Đấy. Là nó sẽ sáng. Đây. Vị trí là cái chân có con trở này là chân pha dương, còn chân không trở là chân pha âm của con led bên đây. Và bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra tiếp. Đây. Như bên này thì mình lại đấu ngược chiều rồi. Con có trở là pha âm, còn con không có trở là pha dương. Thì chúng ta sẽ đảo lại. Đây, pha dương chúng ta sẽ cho con trở vào. Ok. Đấy, bây giờ là pha dương là có trở, còn pha âm thì không có trở. Kể cả hai bóng.
mình vừa mới đảo xong. Sau khi đã được rồi thì bây giờ chúng ta sẽ đấu gộp hai cái chân này lại với nhau, hai chân không có trở đấu lại với nhau. Ok, hai chân có trở chúng ta sẽ đấu lại với nhau. Ok, bây giờ mình sẽ khoan một cái lỗ để cho nguồn vào. Này, dùng lỗ ở đây luôn, mặt này. Chúng ta sẽ đưa nguồn vào. Sau đó mình sẽ đấu pha dương vào con trở. Ok, pha âm không vào trở, vào bên không có con trở. Nên như các bạn đã thấy thì bóng đèn đã sáng. Ở đây mình sử dụng một cái bóng đèn xanh lá cây và một bóng đèn màu tím. Này, tiếp theo bây giờ chúng ta sẽ trang trí cái quả trứng này. Và chúng ta sử dụng bằng bút lông. Đây, bút lông, mình có một bộ bút lông. Thì mình nghĩ vẽ lên quả trứng này thì chúng ta nên vẽ biểu cảm thì đẹp hơn. Ngoài ra các bạn có thể vẽ bằng hình hoa lá cũng được. Thì mình sẽ vẽ mặt biểu cảm, sử dụng màu đen hoặc màu đỏ tùy cho các bạn. Ok, sau khi mình vẽ xong rồi, đây, mình làm cái khuôn mặt biểu cảm như thế này. Đây, mình tài nghệ vẽ hơi kém nên là các bạn thông cảm. Bây giờ chúng ta sẽ gắn cái con cái vỏ trứng này lên đây. Đây, chúng ta đơn giản thôi, bây giờ chỉ việc đặt lên. Và chúng ta cho keo đi, chúng ta cho keo trước. Sau đó các bạn đặt cái vỏ trứng lên. Ok, sau khi gắn xong mình được như thế này. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ bật đèn lên. Này, mình sẽ tắt điện cho các bạn xem. Ok, rất là đẹp phải không ạ? Rồi, trên đây là cách làm hướng dẫn làm đèn ngủ bằng vỏ trứng. Được thực hiện bởi kênh M789. Các bạn hãy đăng ký kênh M789 và like, chia sẻ video này để ủng hộ M789, lấy động lực.